Hello, welcome back to my channel Lulu Life Vlogs. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái buổi tối của mình nha. Cái áo thì nó hơi nhăn xíu, tại cái dải này là dải cái gì ta, dải phi bóng mà không có ổn ý các bạn. Tại đây, cái món này là cái món mình tự làm đây. Cái này là cái phô mai nè các bạn, phô mai mình mua ở siêu thị hồi bữa là mình cho các bạn xem rồi đó. Đó, với bánh mì sandwich. Đây. Đáng lẽ các bạn, mấy cái bánh mì này phải nướng lên thì mới ngon ha. Nhưng mà bây giờ là có cái gì là mình ăn chung với cái đó thôi chứ không phải là một cái món gì đó là được chuẩn bị ha các bạn. Đây là trong bếp có gì mình lấy cái đó mình ăn thôi. Thì cái này là gì ta, khoai tây cái bịch bánh snack khoai tây á các bạn. Đây, đổ ra đây rồi. Cái này là thịt, này là không biết là như thịt heo hay thịt bò gì đó đó, xào với lại thơm á, mà mình múc thịt không à đó. Thì cái này là sandwich với lại phô mai mua siêu thị luôn. Đây, ba món mua siêu thị, chỉ món này là ở nhà thôi. Ok, thì nếu mà ăn như dạng là theo cái kiểu mà ăn sandwich các bạn, thì cái này các bạn sẽ nướng lên, nướng luôn hai cái luôn, cái này nướng dưới cũng nướng luôn. Xong rồi cái sandwich ồ lộn cái phô mai này mình cũng sẽ kẹp ở giữa đó, rồi mình sẽ bỏ là rau đồ vô, rồi thịt nguội, rồi thịt gì đó, thịt nguội đâu các bạn, nó bỏ vô và ăn thôi đó. Đó, thì với lại gì ta, người ta sẽ hay bỏ một xíu muối, một ít thôi các bạn, chỉ rắc ở trên thôi, với lại là gì quên rồi, tiêu á các bạn, tiêu người ta cũng rắc lên, xong mà kẹp lại, hai cái kẹp lại. Nhưng mà đặc biệt hơn, mình nhớ là bữa trước mình ăn đó các bạn, ở mình đi du lịch ở bên kia đó, bên Đức á, xong rồi ha, khoái nhất là cái phô mai, các bạn rất thích ăn phô mai này nè, mà phô mai như phô mai đó khác phô mai này là dạng là người ta làm để mình ăn sẵn, mình khỏi chế biến á. Còn cái phô mai kia á là mình phải y như là phải kẹp vô cái bánh mì á, làm cái phô mai nó nóng lên á, rồi nó chảy ra, trời ơi, rất là ngon luôn. Thì đó, nói chung là mình rất thích ăn phô mai các bạn, rất thích. Mặc dù nếu mà ăn nhiều thì sẽ bị sinh mập á các bạn, nhưng mà mình rất thích ăn phô mai ha. Nhưng mà phô mai phải nóng ra rồi nó chảy ra như vậy đó, ăn nó rất là thơm và rất là yêu, khi mình ăn vô trong miệng rất là ngon các bạn. Đó, thì bây giờ mình chỉ ăn như vậy thôi, tại vì nó không có đủ dụng cụ, không có đủ nguyên liệu rồi đó, để ăn theo đúng cái cách. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn là hồi xưa nhưng mà mình đi du lịch đó, xong rồi nói chung là ở bên đó người ta sẽ ăn những cái món ăn như là nó sẽ nhiều phô mai các bạn. Mình nhớ mình ăn cái món gì nè mà phủ toàn là phô mai thôi, rồi khoai tây. Nhưng mà nói chung là cái thành phần và cái tỷ lệ mà phô mai rất là nhiều các bạn, cho nên là hả, khi mình ăn xong bắt đầu mình bị chóng mặt. Ăn xong rồi khoảng chắc một tiếng sau hay nửa tiếng sau gì đó, đang ngồi chơi đồ xem truyền hình, rồi bắt đầu cái bị chóng mặt lên, tự nhiên đang ngồi mà chóng mặt cứ quay vòng vòng nè, cái cảm giác y như mình xe rượu á các bạn, rất là y như xe rượu, mà không phải là chóng mặt y như dạng nó ít hết thôi nha, chóng mặt là mình không thể đứng mình đi được luôn á. Xong rồi mình mới nói với bạn mình, ôi sao tự nhiên là nhớ đâu có uống rượu hay là gì đâu mà sao tự nhiên bây giờ y như muốn cái cảm giác là xe rượu. Các bạn mình nói không phải đâu, tại là do ăn phô mai. Tại vì chắc là có lẽ là y như là nhiều người cũng bị như vậy á, tức là khi mình ở Việt Nam đúng không, thì mình sẽ ăn những cái món nói chung là những cái món, cái khẩu vị, cái cơ thể nó sẽ quen, bao tử nó sẽ quen với những cái món như vậy rồi các bạn. Nhưng mà khi mình đến những cái nơi khác ăn khác thì cơ thể của mình á, những nó lạ, nó sẽ bị phản ứng lại các bạn. Thì nhưng mà chắc có lẽ là cái điều đó thì chắc
bên đó người ta biết các bạn, cho nên là khi mình nói như vậy là cái bạn mình nói là cái đó là ăn chắc là do bị ăn phô mai nhiều quá, xong rồi cái nó bị như vậy. Ủa mình nói ủa phô mai nó đâu có, nó đâu tại sao nó bị như vậy, thì bây giờ mới 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 suy nghĩ là như là những các bạn mình nói là tại vì những cái lần đầu mà ăn á, y như là ăn không quen đó các bạn, y như là ít ít khi ăn á, thì khi mà ăn phô mai với cái tỷ lệ nhiều như vậy á, thì nó sẽ bị, nó bị như vậy các bạn, nó bị chóng mặt. Xong sau đó mình nói đi bây giờ phải làm sao, xong rồi cái bạn mình nói là chứ nghe cơ thể, y như là nghe cơ thể là cảm thấy bị như thế nào, mình nói là tự nhiên cái cảm thấy buồn nôn, y như là buồn nôn. Xong rồi vừa nói thôi khoảng 20 phút sau bắt đầu chạy ra ói liền, ói ra. Xong rồi cái bạn mình mới mình kêu bạn mình là pha nước chanh nóng á đó, chanh nóng như bỏ miếng đường miếng muối vô một miếng ly nhỏ vậy nè, cái đầu uống uống cái nằm xuống nghỉ miếng là hết các bạn. Tức là cái mình nghĩ là khi bạn ói ra hết á thì nó sẽ ok liền luôn, là nó sẽ hết liền luôn đó. Nhưng mà như là dạng khi mình ói xong mình cảm thấy rất là mệt, với lại là mình vẫn còn nghe chóng mặt các bạn, cho nên là mới uống nước chanh vô đó. Thì đó là lưu ý khi mà các bạn như là mình đi du lịch hay này kia đó. Với lại đúng rồi, mình nghĩ như vậy là đúng đó các bạn. Tại vì sao phải không? Tại vì những cái người mình nước ngoài á, người ta đến đến Việt Nam á thì do cái thức ăn các bạn, thức ăn ở Việt Nam rất là ngon, đa số người ta nói rất là ngon các bạn, rất là dễ ăn, tại vì có nhiều rau nè, rồi những như là những cái món như món nước như phở hủ tiếu gì đó thì nó sẽ như là rất là khác so với như thức ăn của nước người ta, cho nên khi người ta ăn người ta cảm giác rất là ngon các bạn. Nhưng cũng là do phản ứng của cái thói quen ăn uống hàng ngày của người ta đó, tức là khi người ta ở nước người ta ăn những cái món lạnh, những món nói chung là khác Việt Nam, thì như là người ta sẽ không ăn những cái món Việt Nam trước đây, và khi người ta đến đây, người ta du lịch đến đây thì người ta ăn đó, người ta ăn xong mà đa số là bị trúng ăn các bạn, trúng ăn rất là nhiều đó. Thì cũng như là hồi bữa mình cũng có chia sẻ là một cái trường hợp là như khi mình dọn phòng khách sạn ở ở Bicamex các bạn, thì có một cái ông người Tây đó, xong ổng mình vô mình dọn là ổng mở cửa vô, tức là có khách ở nhà thì mình cũng dọn bình thường thôi, nhưng mà mình sẽ dọn nhanh hơn một xíu. Nhưng mà mình dọn xong bắt đầu y như là mình thay giường á, xong rồi cái ổng đi ra ngoài chỗ cái chỗ salon ổng ngồi mà nhìn mà ổng rất là đơ, cái mình mới hỏi ổng là ủa ông bị bệnh hả, cái ổng nói ừ, chứ mình không biết là mình ổng trả lời phải hay là không nữa, mình mới xác nhận là ồ là ông bị bệnh hả, cái ông nói ừ đúng rồi bị bệnh. Xong cái mình mới nhìn thẳng vô ổng, tại thường thường tự nhiên khi mình dọn phòng mình đâu có nhìn khách, đâu có nhìn khách làm chi các bạn, y chỉ nhìn lướt qua thôi chứ mình đâu có nhìn thẳng đâu. Xong là ổng nói vậy mình mới nhìn vô ổng, mình thấy y như là mặt mày cứ bơ phờ mà rất là buồn ngủ, nhìn mắt cứ nhắm lại y như là muốn nhắm lại vậy đó. Xong không mình hỏi là ủa chứ ông bị gì, ổng nói là ổng bị gì đó, bị trúng ăn gì đó, bị đau bụng đi toilet gì rồi nóng người nóng sốt nhức đầu gì đó đó. Thì đó là do cái thói quen ăn uống các bạn, tại vì khi mà người ta đến đây thì người ta sẽ như là cái chế độ ăn uống, những cái thực phẩm đưa vào cơ thể nó sẽ khác so với những cái thức ăn bình thường mà họ thường hay ăn ở cái nước của họ, thì như là cái bao tử nó sẽ phản ứng lại như là những cái món lạ phản ứng lại, cho nên nó sẽ xảy ra những cái tình trạng đó ha. Cho nên là mình nghĩ là xong rồi cho nên là các bạn thì khi mà các bạn đi du lịch hay đi đâu đó thì các bạn ăn uống thì nói chung là cũng như là để ý xíu, ăn cũng một cái lượng ít thôi để cho nó cơ thể nó làm quen các bạn, đừng có ăn quá nhiều giống như mình, tại vì nói chung là ăn rất là ngon các bạn, ăn rất là ngon cái món mấy món bên đó. Thì nói chung là mình cũng dễ ăn chứ không phải mình là kén ăn, cho nên là ăn mình ăn cũng ý như không phải là vậy là cái món đó cứ ăn cũng được rồi khó ăn vậy đó, không thì nói chung là mình ăn được hết, nhưng mà ăn hạn chế lại các bạn, ăn như là mình những cái món mà đầu tiên mình ăn thì mình chỉ ăn cái số lượng ít thôi ha, không ăn số lượng nhiều thì cái cơ thể nó sẽ làm quen dần ha.
À rồi, bây giờ mãi mãi nói chuyện với các bạn và bây giờ mình mới bắt đầu ăn nè. Ok, và tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ làm những cái video tiếp theo. Và các bạn nhớ là subscribe cái kênh YouTube của Lubulai Vlogs. Subscribe có nghĩa là đăng ký nha các bạn. Thì các bạn có thể là like, share and comment my video. Ok. And good night. See you later.